Xin chào mừng quý vị và các em đang theo dõi chương trình Ước mơ của em, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV đồng sản xuất. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một ước mơ rất dễ thương của một bạn trai. Và bức thư ấy bạn trai đã chia sẻ như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng gặp hiệp sĩ trước đã nào. Mai Phương gọi. Alo, hiệp sĩ Thùy Trang nghe đây chị Mai Phương ơi. Alo. Xin chào hiệp sĩ. Ngày hôm nay thì Mai Phương có một nhiệm vụ rất là dễ thương, rất là đợi em một tí nhé hiệp sĩ. Và đặc biệt là khi thực hiện nhiệm vụ này thì hiệp sĩ còn có thể thưởng thức một món ăn đặc sản nữa. Wow, thú vị vậy à? Đúng sở thích của em rồi đấy. Đây chị nha. Mai Phương nói đi. Đây là ước mơ của bé Thành Thắng ở tại địa chỉ số 117 tổ 4 ấp 1 xã Phước Tuy, Cần Đước, Long An. Bé Thành Thắng chia sẻ là con rất muốn được tìm hiểu về lễ hội truyền thống các dân tộc Tây Nguyên. Con được biết trong các dịp lễ này, người dân tộc Tây Nguyên hay ăn món cơm lam. Con rất muốn được thử làm và thưởng thức món cơm đặc biệt này ạ. Đây là một cậu bé rất thích khám phá và tìm hiểu. Thùy Trang cũng sẵn sàng để nhận nhiệm vụ rồi. Chị Mai Phương cứ yên tâm cho nhiệm vụ này cho Trang nhé. Khoan đã. Hiệp sĩ ơi, hiệp sĩ khoan đến nhà bé vội. Bởi vì theo như thông tin Mai Phương được biết thì ngày hôm nay bé sẽ cùng với ba đến nhà văn hóa thanh niên để xem một cuộc triển lãm. Thế thì em phải lên đường ngay đây, không bé lại về mất. Chào chị Mai Phương nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo chân hiệp sĩ để giúp cho người bạn nhỏ thực hiện ước mơ của mình nha. Dáng người mập mập, da ngăm, hơi tròn. Anh có phải là bố của em Phạm Thành Thắng không ạ? Dạ đúng rồi, tôi là bố của em Phạm Lê Thành Thắng. Vậy là đây là nhân vật của chúng ta đang đi tìm đấy các bạn ạ. Chị là Thùy Trang và chị đến từ chương trình Ước mơ của em. Hôm nay chị đến tìm em để giúp em thực hiện ước mơ của mình. Em có nhớ ước mơ của mình là gì không? Dạ có. Là gì nhỉ? Dạ ước mơ của em là tìm hiểu các dân tộc Tây Nguyên và cách làm cơm lam. Em đã từng thấy cái lễ hội truyền thống Tây Nguyên bao giờ chưa? Dạ. Và em lại có ước mơ là muốn tìm hiểu nó như vậy. Dạ em đã thấy các truyền thống của dân tộc Tây Nguyên trên TV. Thấy họ nhảy múa rất đẹp và chơi nhạc cụ rất hay và độc đáo. Vì sao mà em có một cái ước mơ là muốn làm cái cơm lam đó? Thưa chị, vì em muốn mình biết thêm về cách làm cơm lam của họ rất độc đáo nên em thích. Em có sẵn sàng là một ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm hết tất cả những điều đó không? Dạ, em rất sẵn sàng. Thì em xin phép ba đi. Dạ, cha cho con đi với cô hiệp sĩ. Con cố gắng thực hiện cho tốt cái ước mơ của mình ha. Dạ. Rồi, chào anh. Dạ, xin chào đi. Dạ. Ta lên đường thôi. Sẽ giờ em giới thiệu em đến một cái làng văn hóa ẩm thực của Tây Nguyên giữa lòng thành phố chúng ta. Mình sẽ không phải lên Tây Nguyên nhưng mà mình vẫn được ăn món cơm lam này, vẫn được tham gia lễ hội cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên này. Thú vị không? Dạ thú vị. Bên trong có nhà sàn kìa. Mình sẽ tìm gặp anh Hùng nhé. Dạ. Em chào anh. Chào em. Dạ. Chào chú. Dạ, chào cháu. Hứa thì hôm nay em đưa nhân vật chính của em đến đây gặp anh đấy ạ. Mời em với cháu lên đây. Dạ con tên là Thắng. Hôm nay con có một ước mơ là tìm hiểu về các lễ hội của người Tây Nguyên và cách làm cơm lam. Con rất mong chú giúp đỡ con thực hiện được ước mơ. Rồi, và chú sẽ giúp cháu thì ước mơ của mình. Tây Nguyên thì cháu không biết đó, thì là nơi sinh sống của rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Thì một số dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên thì chú có thể kể cháu nghe như là dân tộc Ba Na nè, dân tộc Gia Rai, dân tộc Bờ Râu, dân tộc Dễ Chiên và một số dân tộc khác nữa. Và ngoài ra còn có dân tộc ở vị phía Bắc di cư vào. Họ thường là sống xa trung tâm tại vì đời sống của họ là sống với gắn liền với nông nghiệp mà. Với cả là săn bắn á, cho nên là họ sống xa trung tâm, sống trong rừng. Thưa chú là dân tộc Tây Nguyên người ta thường có những lễ hội nào? Tây Nguyên thì họ hay tổ chức lễ hội vào những dịp mà đón xuân nè. Rồi họ mừng một niềm vui trong làng đó. Dạ thường những cái lễ hội được tổ chức nhiều như thế nhưng mà đặc trưng của các lễ hội là mình được tổ chức như thế nào anh? Lễ hội của người tộc thiểu số Tây Nguyên á thì họ
họ diễn ra ở Nha Rông. Dạ. Cồng chiên gắn liền với lễ hội của dân tộc Tây Nguyên. Dạ. Tức là tức nào lễ hội nào cũng có cồng chiên hết. Dạ. Cồng chiên thì ví dụ như là hội Đâm Châu họ cũng đánh cồng chiên luôn. Dạ. Cồng chiên rất thú vị. Rồi họ có thể dùng những món ăn như là món nướng của người đi rừng á. Dạ. Ăn nướng của người đi rừng rất là hay. Dạ. Rồi có thể dùng với cơm lam, điệu ghe nữa. Nhà chú là dạy dùm con cách làm cơm lam. Bây giờ chú sẽ trước khi tìm hiểu về món cơm lam, dạy cho bác món cơm lam á, thì chú sẽ giới thiệu cháu về cái nét văn hóa của người Tây Nguyên. Cháu ha. Đây. Dạ. Đây là Nhà Rông. Nhà Rông là nơi linh thiêng nhất của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Dạ. Đây là cái canoe là thường lễ hội Đâm Châu á cháu. Dạ. Thì họ hay buộc con trâu qua cái canoe đó. Đây là cồng chiên. Nhạc cụ không thể thiếu trong các lễ hội của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Dạ. Đây là cồng với chiên khác nhau ở chỗ nào chú? Chiên đây là chiên cháu, đây là chiên. Dạ. Chiên hậu đánh vang nó nhỏ hơn. Còn dạ. Cồng, còn đây cồng, thanh vang rất là lớn. Vang rất là lớn. Đồ nè, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Đốt nhạc hết. Vậy là nó có độ dày mỏng khác nhau chứ? Đúng rồi cháu. Cái chiên này nè thì nó mỏng hơn cái cồng. Dạ. Nấu ăn hay quá. Đúng rồi, chú thì chia sẻ cháu là đây là văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận ở Việt Nam mình đó. Dạ. Bây giờ chú sẽ hướng dẫn cháu làm món cơm lam. Nãy giờ thì bạn Thành Thắng của chúng ta đã được anh Hùng giới thiệu rất nhiều về lễ hội văn hóa của Tây Nguyên này, và cụ thể là văn hóa cồng chiêng. Còn bây giờ thì bạn ấy đang theo chân anh Hùng bắt tay vào làm món cơm lam. Chúng ta hãy cùng chờ xem là món cơm lam mà bạn Thắng làm có ngon không nhé. Bây giờ chú sẽ giới thiệu cháu về các nguyên liệu cho chế biến món cơm lam ha. Dạ. Đây là ống lam. Ống lam có nơi gọi là ống lô ô, ống nứa. Chú xem ống lam đi. Mình lựa ống non hay ống già chú? Ống lam này mình lấy ống già cháu. Ống già nó mới khi mình nướng á nó không bị tét. Ống non lựa tét là cơm lam nó không ngon đâu. Dạ. Ngoài ống lam ra thì mình có cái nếp nương. Đây, nếp nương rất đặc biệt, nếp nương này trồng trên nương thôi, không trồng dưới ruộng nha. Dạ. Đây là gạo nếp á, chú đã ngâm trong vòng gần 2 tiếng rồi. Ngâm như thế này. Đúng 2 tiếng. Dạ. Vì ngâm như vậy thì gạo nó sẽ nở. Và nó giai đoạn nướng mình không bị khô á. Rồi bây giờ chú sẽ thực hiện cho cháu xem nha. Đây, mình đặt trong bên trong luôn, trong kiếm múc gạo. Múc gạo vừa nếp vừa nước trong cháu nha. Dạ. Có một loại lá để thay lá chuối là lá dứa cháu cho tăng vị thơm. Đây là sau lưng mình là bếp nướng của cơm lam của chú. Chú sẽ hướng dẫn cháu cách nướng cơm lam. Dạ, khoảng bao nhiêu phút chú? Khoảng 2 tiếng. 2 tiếng. Đúng rồi, khoảng 2 tiếng đúng đó. Ngâm 2 tiếng và nướng 2 tiếng. Vậy ở dưới có lớp than nào không chú? Đúng rồi, lớp than và than và chấu và cát nữa. Mình khi lưu ý cháu nhớ là cái vùi ống lam vào á thì phần dưới nó phải sâu hơn, phải hơn này, cao hơn, nước khỏi trào ra cho đó. Sẽ xoay cho chú nha. Dạ. Và cứ 2 phút xoay một lần, trong khoảng thời gian là 2 tiếng thì cơm lam chín rồi. Cháu có làm theo lời chú không? Tức là cứ 2 phút chở một lần không? Dạ có. À vậy tốt rồi, chắc là chín rồi cháu ạ. Chú đào đúng một gang tay nha. Dạ. Đoạn cơ khúc cơ là một gang tay. Hấp dẫn quá. Thơm trong quá. Nước không bị đều nè, cho nên cơm nó bị cháy nè. Dạ. Thơm không cháu? Dạ thơm. Vậy là chú cháu mình đã hoàn thành công việc nướng cơm lam. Cơm lam chú cháu mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn, lần đầu nướng vậy là được rồi. Ôi, nhìn thành phẩm có vẻ hấp dẫn quá nhở. Ngon không? Dạ ngon. Ngon như thế nào? Dạ ngon, nó có giống như cơm thường mình không? Dạ không, nó dẻo hơn, và thơm hơn. Và dẻo hơn và thơm hơn đúng không? Dạ. Anh cảm thấy là cái sản phẩm này là bé làm được đạt được bao nhiêu phần trăm vậy ạ? Lần đầu tiên Thắng nướng như thế này là tốt rồi. Là tốt rồi. Đạt theo anh thì 80% rồi. Có thể mời làm đầu bếp được không anh?
Hình như là em có nghe có tiếng cồng chiêng gì ở ngoài kia. Đến 6 giờ phải không anh? Đúng rồi. À, có lẽ là mình phải ra hòa nhập vào lễ hội đi ha. Đi mọi người đi thôi. Một ngày đàn học một sàng khôn đúng không nào? Và cuối cùng thì Thành Thắng cũng đã thực hiện thành công ước mơ của mình rồi. Và bây giờ thì Mai Phương cảm thấy hơi bị ghen tị với lại hiệp sĩ đó nha. Bởi vì hiệp sĩ có thể được ăn món cơm lam đặc biệt do chính tay bé Thắng thực hiện. Còn các bạn nhỏ của chương trình thì sao? Nếu có những ước mơ thì các em đừng quên hãy viết thư gửi những ước mơ đó về cho chương trình ước mơ của em nhé. Chương trình ước mơ của em đến đây là tạm dừng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.